Từ xưa tới nay, máy cày ba bánh chỉ có phay và lồng, nhưng giờ đây cơ khí nông nghiệp Vũ Hải đã cải tiến, chế tạo và cho ra đời sản phẩm cày chảo với tính ưu việt, không rắt rạ, lực ma sát ít, kinh tế cao, đem lại hiệu quả rất nhiều cho bà con nông dân.